Em gái nhỏ bán xôi có nụ cười, ưa nhìn khả ái xinh xắn. Bé tên là Ngô Thị Dung, sinh năm 1996, là gái biến tí, nước suối nguồn hết sức là tinh khiết và xinh đẹp. Bé sinh ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là Tây Nguyên. Bé bán xôi xéo và xôi bắp mỗi buổi sáng từ 6 giờ cho đến 10 giờ. Bây giờ thì bán thêm cà phê mang đi nữa. Bé Dung của chúng ta thì cũng đã một lần đò rồi, bất hạnh, rồi kết hôn và ly hôn. Có một cậu con trai nay cũng đã tầm 5 tuổi rồi. Cuộc sống không như chúng ta ước mơ, và bé Dung đã thay đổi, đi tìm cho mình một cái nghề. Và bây giờ cứ mỗi buổi sáng thì bé Dung lại đổi cái xe. Lúc đầu thì xe mang tên xôi của Lý, bây giờ thì chuyển thành xe xôi Ngô Dung. Được rất nhiều các YouTuber cũng như là những cái người đi qua ghé mua hàng ủng hộ, khi thấy cô gái nụ cười cũng hết sức là duyên dáng, dễ thương. Đặc biệt là một cô gái nhìn thấy xinh đẹp đi ra bán xôi cũng hết sức là chịu khó, dãi nắng dầm mưa, chăm chỉ mỗi ngày. Đặc biệt thì bé Dung của chúng ta cũng là người thức khuya dậy sớm để làm xôi luôn. Thì đấy là một cái tinh thần cũng hết sức là đáng khen ngợi cho các bạn trẻ có tinh thần khởi nghiệp, và cũng là vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Với cái tinh thần yêu nghề thì bé xôi Dung của chúng ta thì có nụ cười rất là thân thiện và tươi tắn, nên là khách cũng ủng hộ rất là đông. Các cái doanh nghiệp cũng như là các cái chủ quán thì cũng đặt các cái phần xôi 20 gói, 50 gói để ủng hộ cho mẹ đơn thân của chúng ta. Nói chung cuộc sống thì mọi người cũng phải cố gắng khởi nghiệp, bất kỳ bằng một cái nghề gì thì cũng được, miễn sao là tạo ra những cái giá trị hữu ích cũng như là có công ăn việc làm, có thu nhập. Thì mỗi sáng bé Dung của chúng ta bán cũng tầm được 300 đến 500 gói xôi, như vậy thì thu nhập cũng khá. Và bây giờ thì bán được thêm cà phê mang đi nữa. Thì bé Dung được hết sức là mọi người thấy cũng cảm tình, cảm mến. Và dù ở xa nhưng mà khi xem những cái hình ảnh qua các video thì thấy bé cũng rất là dễ thương và xinh xắn, nên là mọi người cũng ghé thăm ủng hộ. Và các phần xôi xéo, xôi bắp cũng rất là ngon, sạch sẽ, lịch sự. Nên là đấy là một cái điều hết sức là tích cực cho cuộc sống. Dù các bạn gái của chúng ta hay là các mẹ đơn thân, dù xinh đẹp thì chúng ta cũng tìm những cái việc, công việc hữu ích, những cái nghề mà chúng ta kiếm được những cái đồng tiền chân chính, góp phần vào cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của thế hệ trẻ và thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta phát triển, rồi tạo công ăn việc làm, thu nhập, tự chủ kinh tế cho bản thân, tự chủ về mặt tài chính. Thì đấy là một cái điều rất là tốt của những cái cô gái trẻ. Và hạnh phúc của một gia đình thì khi chúng ta phải có nghề nghiệp, tự chủ được về mặt kinh tế và thời gian, quản trị được cái con người của chính mình. Chúc bé thành công và luôn luôn đắt hàng.